ขอบคุณมากๆครับก็เห็นโปรเจกต์ทุกโปรเจกต์แล้วก็เห็นของทุกอย่างที่ทำให้เราสนใจมากครับขอบคุณที่ต้อนรับเยี่ยมขอบคุณอีกครั้งครับCảm ơn rất là nhiều và lần này tôi đã nhìn thấy được rất là nhiều những cái project cũng như là phần quà mà fan club Việt Nam đã dành cho tôi và tôi cảm thấy rất là ấm áp cũng như rất là vui khi nhận được những món quà đó. Dạ, câu hỏi tiếp theo của em hỏi là món ăn nào mà Ganon muốn ăn khi mà đến Việt Nam lần này ạ? Mì ăn hả? Menu này thì tôi muốn ăn mắc thiết sụt toàn cặp với nàng khăn nghĩ là hả? Bánh bèo ạ. Bây giờ hãy nghĩ đúng không ra? Có một món là bánh bèo ạ. Câu hỏi cuối cùng của em là trong trường hợp mà quay lại Việt Nam lần tiếp theo để mà làm fan meeting hoặc là concert thì Nam Anh cũng là chọn red card cho anh ta khi mà đến dự không ạ? Thế là tháng năm là เราจัด concert ที่เวียดนามอีกรอบอะค่ะ เราอยากเลือก dress code ให้กับแฟนคลับเวียดนามไหมคะ เรื่องอะไรคะ คืออะไรก็ได้นะ อยากใส่อะไรก็ใส่เลยครับผม แต่ว่าตอนที่มาก็หยิบของเดือดอะ แฟนรอบมุ่งมาก็หยิบเองก็มาแค่ร้อนอะ อันเซนได้แหละ ขอบคุณค่ะ โอเค รายการชื่อว่าอาจารย์เซฮายอะค่ะ งั้นเรามีความทรงจำอะไรดีๆกับการถ่ายครั้งนั้นหรือเปล่าคะ แล้วก็มีศิลปินคนไหนที่เราประทับใจมากที่สุดนะคะถ้ามีการเรียกว่าอะไรการคอนเวอร์เซชันกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบเป็นไอซักใช่ไหมครับเป็นไอซักที่เหมือนเป็นลีดเดอร์ด้วยแล้วก็แบบคอยแบบเรียกว่าอะไรคอยดูแลคอยแบบคอยบอกว่าพอเราไม่มีเวลาซ้อมเนี่ยเขาก็มาช่วยดูท่าช่วยดูบ็อกกิ้งอะไรอย่างเงี้ยครับเนื่องมาที่โดยมาก็อยู่แค่ว่าวางแผนอยู่ลีดเดอร์ก็โดยเน้นไปที่ละอันไอซักTại vì Isaac vừa là leader và vừa là cái người mà chăm sóc tôi. Giống như là sẽ có những lúc mà tôi không có thời gian tôi quay hoặc là không có thời gian mà để tập luyện chẳng hạn. Thì anh Isaac sẽ là người mà chỉ tôi những cái vũ đạo hoặc là anh đó sẽ chỉ tôi những cái đường đi nước bước vào trong cái phần mà quay của mình ạ. Tập, mình là Khang, mình sẽ báo đi qua. Mình có một số câu hỏi để hỏi Nano như sau. Được biết là bạn đang chuẩn bị cho album mới, vậy bạn có thể bật mí được các bài hát mới thêm về các bạn nhạc nào được không? Đây nhìn mà qua là gặp bạn tìm tôi hay gặp album mày rồi này hả? Ngắn là sẽ mất share nít lưng qua album mày hỏi là bạn mình thêm style này bạn này hả? Có, cho mình เรียกว่ามีหลากหลายเหมือนเดิมเหมือนอัลบั้มแรกที่ปล่อยไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีหลายแนวหลายสไตล์อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็จะมีซาวด์บางอย่างที่เราอาจจะเริ่มฟิกขึ้นเริ่มหาคาแรคเตอร์ของตัวเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับจังการอัลบั้มไหนเกิดการเห็นแค่บายแฮกก็ไม่ได้ประดายแย่รู้อยู่มาเสียข้อหมกเดียวจังการอัลบั้มไหนนั้นเสียก็เห็นแค่บายแฮกแล้วมันก็บัดเดาTôi thể hiện cái con người của mình nhiều hơn và nó sẽ có nhiều bài hát mà nó thể hiện được chất riêng của tôi nhiều hơn ạ. À, nên lâu là mình trở lại dưới sắp cái bộ phim Scared House và bạn đã được thân hỏi là bạn đã bắt đầu viết bộ shop chưa và với vai diễn này thì bạn có chuẩn bị gì nhiều không? Khám thấy là lâu cặp mà sẽ đèn lương Scared House chưa mấy khách. Ngắn mới xa qua là lâu thăm workshop với dân khá là bắt đầu đang tìm tùa lại sản phẩm tùa lắc khòn này khám nghĩ là hả?ยังเลยครับชื่อลุงอ่ะแต่ก็เริ่มมีการประชุมกันว่าจะต้องเรียกว่าอะไรเรียนอะไรเพิ่มเติมอะไรเงี้ยว่าจะแบบมีการแบบเรียนการใช้อาวุธการขี่ม้าหรืออะไรหลายๆอย่างที่ทำให้เราเข้าถึงตัวละครได้ดีมากขึ้นอะไรเงี้ย Nhưng mà hiện tại thì cũng đã có những cái buổi họp để cho tôi biết là tôi cần phải học thêm những cái kỹ năng gì mới. Giống như là tôi sẽ học cách sử dụng vũ khí, rồi học cách mà cưỡi ngựa nữa. Thì đó sẽ là những cái skill, những cái kỹ năng mà giúp cho tôi hóa thân thành cái nhân vật này được tốt hơn ạ. Có thể là thể loại phim nào khác mà bạn muốn thử sức với những vai diễn trước đây hay không? Và bạn có muốn thử sức với vai trò mới là đạo diễn hay không?แล้วถ้ามีตัวละครไหนหรือว่าภาพยนตร์เรื่องไหนอะคะที่เราอยากลองเล่นหรือเปล่าคะที่เราไม่เคยเล่นมาก่อนนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเราอยากลองหน้าที่ของผู้กำกับหรือเปล่าคะผู้กำกับอยากลองอยู่แล้วครับแล้วมาดาดำหญิงที่ชัดๆเราจะมุ่งถือเลยอะส่วนบทก็ตอนนี้ยังไม่ได้มีเรียกว่าแนวไหนที่อยากแสดงพิเศษอะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบว่าเหมือนก็รอมีบทที่แบบเข้ามาHiện tại thì gần như là chưa có cái kịch bản nào mà nó đặc biệt tới cái mức mà tôi muốn thử sức nó hết. Nhưng mà tôi thật sự là tôi vẫn muốn mình được thử sức trong những cái vai diễn mới hoặc là những cái kịch bản mới và hiện tại tôi vẫn đang đợi.
cái con đường âm nhạc thì bạn định dẫn cho em sẽ theo chuyên nghiệp luôn, và có một ngày có nghệ sĩ Việt Nam nào bạn muốn hợp tác cùng hay không? Anh hỏi là câu hỏi cái khó khúc đầu giúp em được không ạ? Về con đường âm nhạc thì bạn định dẫn cho em là theo con đường âm chuyên nghiệp luôn, và có nghệ sĩ Việt Nam nào bạn muốn hợp tác hay không? Sản phẩm ca lóng hèn của lâu ạ, mà tên khác để lâu không mà phải lên rồi qua làm nhạc lên nên bạn mua ship lời được hả? Rồi qua mình sẽ có tiền khoản này là mình vô ngành đuôi là bảo khả. Anh ơi, tại vì cái câu hỏi này đó, nó là một cái câu hỏi nằm ngoài script á, cho nên là nghệ sĩ xin phép sẽ không trả lời ạ. Ok, em xin phép câu hỏi tiếp theo ạ. Em có hai câu hỏi dành cho anh On. Thì câu hỏi thứ nhất là được biết Việt Nam như là quê hương thứ hai của anh On, vậy thì điều gì khiến bạn nhớ nhất không thể nào quên khi trở lại, khi sau khi nhiều lần trở lại Việt Nam? Tại sao mà qua bên nào mà muốn tìm thi ba thi sọn của nào ạ hả? Nắn à lại trở bên nào tình xỉn thế nào lường thế lai, còn thế nào cặp bên nào để qua tay cặp thầy ạ hả? ใช่แต่เป็นอาหารนะครับว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคราวที่แล้วที่มายาวๆอย่างเงี้ยที่ไม่ใช่มาทำงานมาหาญาติอะไรเงี้ยก็แบบเหมือนแบบญาติก็จะเหม่งก็จะเหม่งก็จะทำอาหารทำอะไรให้thì có một cái điều mà tôi không thể quên được về Việt Nam đó chính là món ăn nè. Tại vì có một cái đợt mà tôi trở về Việt Nam, cái đợt đó thì tôi về Việt Nam cũng khá là lâu á, không phải là đi làm việc hay gì hết mà là tôi về được thăm bà của tôi, thì bà của tôi đã làm cho tôi rất là nhiều món ăn luôn, và đó là điều mà tôi không thể nào quên được ạ. Câu hỏi thứ hai thì cách đây không lâu thì anh Non có nhận nuôi một bé sa môi là con gái tên là Nuna, thì cuộc sống của bạn có thay đổi nhiều sau khi nhận nuôi bé hay không? Lòng hơn liền xà mòi của đình chứ lùng na cho mày hả? Ngày nay sao có tháng tẻ thì lòng mày luôn lẽ hoặc là chỉ biết cũng là mày càng bị tài ngài ba mày hả? Có, เรียกว่าเหมือนมีอะไรมันต้องรับผิดชอบเพิ่มก็เรียกว่าก็ช่วยดูแลอะไรอย่างเงี้ยแต่บอกว่าคือช่วงนี้ก็เราก็จะเดินทางไปต่างประเทศบ่อยอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าก็น้องก็จะเรียกว่าอยากมีคนอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแบบว่าจะมีน้องสาวช่วยเลี้ยงอยู่อะไรอย่างเงี้ย khi mà thêm một bé cháu như vậy thì tôi cảm giác giống như là tôi có thêm một cái trách nhiệm cần phải chăm sóc hoặc là nuôi nấng một ai đó khác. Nhưng mà bây giờ thì do cái lịch trình công việc của tôi thì tôi phải đi nước ngoài rất là nhiều luôn, và tôi biết là cái đứa con gái ở nhà của mình thì cũng cần rất là nhiều sự quan tâm chăm sóc nữa, cho nên là tôi có em gái phụ để mà chăm sóc cho bé quý của mình ạ. Dạ em có một câu hỏi cho Nam Long là Nam Long có thể chia sẻ một chút về dự định sắp tới của bản thân đúng không? Là sao mà xem cái tình kiểu bảo thể nè, nó có còn là còn lâu đai được bảo hả? Cho ปีนี้ก็มีมินิ EP เป็นมินิอัลบั้มครับผม4-5เพลงนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้นปีหน้าก็มีอัลบั้มเต็มครับ Vào trong năm nay á thì sẽ có một cái mini album có khoảng là 5 bài hát, và vào khoảng năm sau á thì sẽ là một cái album với đầy đủ tất cả những bài hát luôn ạ. Anh có thể chia sẻ cảm xúc của mình khi mà lần đầu tiên tổ chức solo concert tại Việt Nam? Là sao mà xem phòng rút sửa gõng lầu cặp cành thi kháng lét vào trả solo concert Việt Nam với bạn ạ? ก็รู้สึกดีใจครับรู้สึกตื่นเต้นมากๆเพราะว่าก็เป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกที่เวียดนามอะไรเงี้ยผมก็รอที่จะเอาเพลงที่เราอยากจะเล่นให้แฟนๆฟังครับ tôi rất là vui và cũng rất là hồi hộp nữa tại vì đây là lần đầu tiên mà tôi tổ chức cái concert riêng một mình ở Việt Nam luôn, và tôi rất là nhiều những cái bài hát mà tôi muốn dành riêng cho fan club ở Việt Nam để nghe. Anh Nam thì có tên tiếng Việt là Tấn Thắng á, thì bạn muốn anh Việt gọi mình tên Tấn Thắng hoặc tên tiếng Việt? Đây là ba là mình siêu Việt Nam đôi chân này khá tận thắng. Ngày nay sao qua làm sao thành khảo Việt Nam mà liên lạc đến chữ thầy nó với siêu Việt Nam mà hả? Biết chữ này cái này là phải tặng cho tôi phải không? Thật ra là fan có Việt Nam gọi tôi bằng tên gì cũng được, bạn hỏi thích tên nào cứ gọi tên ấy thôi. Hello Nam Non, mình có một câu hỏi cho Nam Non, đó là nếu mà mình có ba đứa ước đi thì Nam Non muốn ước gì? Thật là lòng bì, hồi mình biết sẻ là sáng kho, là được khó lẻ băng hả? Làm xin hết trong việc rồi. Cái câu hỏi này để tôi suy nghĩ một tí ạ.
ขอให้คนที่รักเรามีความสุขครับ Câu đầu tiên là tôi xin cho những người mà yêu tôi á họ có nhiều niềm vui ạ. ครับแล้วก็ขอให้เรามีแรงทำสิ่งที่เราชอบไปนานๆครับ Và cái thứ hai là tôi xin cho mình có nhiều sức khỏe được làm những cái điều mà mình thích á trong một cái thời gian lâu dài ạ. Khỏi có nhiều cảm xúc ạ. Và cuối cùng là tôi mong tất cả mọi người ai cũng có niềm vui ạ. Giữa xúc phạm như vậy thì Nam cảm thấy là mình thoải mái, mình thích được lúc nào hơn và đâu sẽ là nơi mà bạn thoải mái thì chính bản thân của mình đó. Các bạn càng lóng thêm càng càng xa đen ạ, là sao là này mắc quả càng ạ hả? Là có lúc này sống anh nghĩ là nó rút sợ quá, anh này thì làm hay là xa bài, là có anh này thì làm hay là mình sợ bật lấy mắc quả ạ hả? Câu hỏi series rồi. Câu hỏi này rất là căng nha. ครับก็ถ้าตอนนี้ที่ชอบก็ชอบพาร์ทร้องเพลงมากกว่าอย่างเงี้ยครับเนี่ยแบบ bây giờ cái mà tôi thích hơn á thì tôi sẽ thích là hát hơn ạ ครับแล้วก็เรียกว่าการงานอะไรหลายอย่างอะไรเงี้ยมันก็ไม่เหมือนกันเราก็รู้สึกว่าตอนเนี้ยเราชอบฟังเพลงมากกว่าอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าถามว่าอะไรให้สปอตไลท์เรามากที่สุดก็ปฏิเสธไม่ได้อยู่ดีครับว่าเป็นการแสดงBây giờ thì mỗi một cái ngành nghề công việc thì nó sẽ có những cái nó rất là khác nhau luôn. Và tôi thích cái việc mà hát hò hơn trong thời điểm hiện tại ạ. Nhưng mà chắc chắn là những cái gì mà giúp cho tôi tỏa sáng hoặc là chính mình nhất đó thì chắc chắn là cái việc mà diễn xuất rồi ạ. Một câu hỏi thứ hai là đi qua nhiều concert thành công ở các nước thì tới thời điểm hiện tại nay con cảm thấy điều gì mà mình hối tiếc nhất khi mình chưa làm được rồi?Làm đấy làm concert này, lại concert đã lâu có đáp vào sổ concert này đưa ra Ngắn là bằng xỉn thế lâu dàn xỉa đài dù đó là bằng xỉn thế lâu dàn thầm mấy đai rồi có thầm mấy thầm nữa ค่ะ ถ้าตอนนี้ไม่มีอะไรที่เสียดายครับรู้สึกว่าทำทุกวันอย่างดีที่สุดครับแล้วก็รู้สึกว่าพอใจกับผลลัพธ์ที่มันได้ออกมาHiện tại thì không có gì là tôi cảm thấy hối tiếc hết. Tại vì tôi luôn cố gắng là mỗi ngày làm sao mọi cái kết quả mình tốt nhất có thể luôn. Cho nên thời điểm hiện tại thì tôi hài lòng với tất cả những cái kết quả mà tôi đã đạt được rồi. Hello, mình có một câu hỏi cho Non. Thì được biết là bạn là có một phần dòng máu Việt Nam. Thì liệu bạn có thể gửi một vài câu tiếng Việt để mọi người đây không? Cảm ơn. Dạ, tại vì đây là câu hỏi là ngoài cái list đó chị. Cho nên là họ xin phép sẽ không được trả lời câu này ạ. Born to be a concert in Ho Chi Minh. Xin chào mừng tất cả mọi người đã đến với Nắng Non Born to be a concert in Thành phố Hồ Chí Minh. Kêu mi anh đi chứ mà, mi anh đi có bị khựng. Hồi nãy cái đèn này nó không có lên nữa nè. ไม่เป็นไรนะฮะช่างมันนะฮะปล่อยมันไปมาทำซาวด์ได้ก็เก๋นะได้หมดเลยอ่ะครับเตรียมต้อนรับทุกคนอีกครั้งนะครับเข้าสู่ปอร์ตูเกียวนะครับดีใจที่ได้เจอทุกคนมากมากเลยนะครับผมและ một lần nữa thì chào mừng mọi người đã đến với concert Nắng Non Born to be a và rất là vui khi được gặp mọi người ở đây ạ ครับก็ทิ้งเจ้าก๊าบานก็ถึงแม้ว่าเพิ่งมาเวียดนามไปไม่นานนะครับแต่เรียกว่ามาแบบเป็นความลับนะครับ Mặc dù á đợt vừa rồi tôi cũng vừa tới Việt Nam nữa nhưng mà tôi tới Việt Nam hơi bí mật một xí. มีใครได้ดูรายการอันตาเซไฮบ้างครับ ở đây có ai đã xem อันตาเซไฮชื่อหรอครับอะไรนะครับว่าไงนะฮะมันเลยน้อยเย็บเลยอ่ะใจเย็นนะใจเย็นนะใจเย็นนะบันเต๋นบันเต๋นมองเงยบันเต๋นครับ
คนเดียวที่จำเนื้อเพลงและจำท่านเต้นในบทนะครับคือไอซักเท่านั้นนะครับที่ก็ยืนยันหนึ่งคนมาเนื้อละไปฮักมาไหลเนื้อเนี่ยก็ต้องแป๊กไหลละไอซักเพิ่มไปเลยคือผมไม่ได้ดูไม่ได้ตามรายการอยู่นะครับแล้วก็ถ้าไอซักยังอยู่นะครับฝากเชียร์ไอซักด้วยนะครับแต่về tôi không có theo dõi chương trình này á nhưng mà nếu mà anh Isaac vẫn còn thi á thì tôi sẽ là người mà cổ vũ anh Isaac nha mọi người cổ vũ chung nha คนน่ารักมากเลยนะเขาช่วยผมตลอดเวลาเลยนะครับ anh Isaac rất là dễ thương luôn lúc nào cũng giúp đỡ tôi hết á นะครับมาถึงวาระวันนี้ของเรานะครับที่เราได้เจอกันนะครับCòn từ hôm đó thì hôm nay chúng ta đã được gặp nhau rồi một lần nữa à. Tiếng thúc phiền thì bên hồng phụng nè ครับ Tất cả những bài hát ở đây đều là bài hát của tôi hết. Chà thuộc lên thi đi วันนี้นะครับ Và chỉ được biểu diễn ở trong hôm nay vào ngày hôm nay mà thôi. Ta phục quân ไม่ช่วยผมร้องนะครับ Nếu như mà ở đây mọi người không có giúp tôi hát á. Phục quân ไม่มีเพลงคนอื่นให้ร้องแล้วนะครับ Thì bây giờ mình sẽ không có bài hát nào khác được hát đâu nha mọi người.นะครับขอความร่วมมือนะครับวันนี้นะครับร้องเพลงไหนได้ช่วยกันร้องด้วยนะครับจะได้ hôm nay để mọi người giúp tôi với nha bài nào hát được mọi người hãy hát theo tôi luôn nha ตอนนั้นครับ và bây giờ thì xin chào mọi người ạ ข้างหลังสบายดีนะครับ ở phía sau mọi người khỏe không ạ ข้างหลังสบายดีนะครับ ở giữa khỏe hơnข้างหน้าสบายดีนะครับเอาพี่จุ๊บแผลมาครับเมื่อกี้ก็จะเป็นพาร์ทเพลงในอัลบั้มนะครับที่จริงๆก็มีเพลงในอัลบั้มหมดนะครับเพราะโชว์นี้ก็มึงนั่งแล้วเหรอ hồi nãy là những cái bài hát ở trong album á thật ra là tất cả những bài này đều là những bài trong album hết thôi sao anh chỉ bạn kia mày được ngồi rồi đấy hả ครับเมื่อกี้ก็จะเป็นพาร์ทเพลงเหงาๆนะครับเพลงเหงาๆเพลงคิดถึงนะครับ vừa nãy là những cái bài hát mà nói về cái sự cô đơn cái sự nhớ nhung คิดถึงวอเตอร์ไงคิดถึงวอเตอร์ไง nhớ là nhớ mọi người đó chứ nhớ ai ผมมีคำถามจริงนะ bây giờ tôi có câu hỏi nha พวกคุณฟังภาษาไทยกันออกใช่ไหม mọi người nghe tiếng Thái hiểu khôngเหมือนผมมันผมไปทุกรอบคือผมพูดภาษาไทยแล้วล่ามยังไม่ทันแปลคุณเฮฮาอะไรกันแล้วแต่ไป nhiều lúc quá tôi đi mọi nơi tôi nói tiếng Thái phiên dịch chưa kịp dịch rồi thấy mọi người cười rồi mọi người hiểu hả เฮ้ยไปก่อน mọi người cười hi hi rồi trước rồi เก่งมากนะครับเก่งมาก quá giỏi luôn ạ okay it's okay it's broke it's okay oh okay song okay ครับครับหล่อมากครับผมหล่อที่สุดเลยหล่อมากมากเลยเด็กได้ครับตอนนี้ก็เด็กได้ยึดเด็กได้ตึกเกยอะไรครับไม่มีใครเท่าผมอีกแล้วฮะ ở đây làm gì có ai ngầu hơn tôi nữaครับเอางี้นะเราปรับความเข้าใจตรงกันนะฮะ bây giờ như vậy nha chúng ta phải hiểu cùng với nhau như vậy ตะโกนขึ้นมาพร้อมกันเมื่อกี้ผมไม่ได้ยินนะ hồi nãy mọi người cứ la lên như vậy thật ra tôi không nghe gì hết á miêu lạiquá trời nhức đầu tôi quá nhức đầu với mọi người rồi
Rồi bây giờ nha. เพลงต่อไปนะครับ bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe nhạc với nhau dài dài nha, bài tiếp theo ạ.